Hiện nay, yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo đòi hỏi sự chuyển biến mạnh mẽ hơn trong rèn luyện kỹ năng cho học sinh, nhất là các kỹ năng mềm như kỹ năng sống, giao tiếp, phối hợp, tổ chức xử lý tình huống. Tuy nhiên, thời gian qua, do phải tổ chức dạy học trực tuyến để đảm bảo an toàn trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, nên việc giáo dục, rèn luyện kỹ năng cho học sinh gặp nhiều khó khăn. Việc rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng mềm cho học sinh là nội dung quan trọng của chương trình giáo dục phổ thông. Trong điều kiện dịch bệnh, các trường tổ chức dạy học linh hoạt, qua đó tích hợp giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng mềm cho học sinh như rèn tính tự học, tự nghiên cứu, nhắc nhở các em sử dụng mạng xã hội đảm bảo an toàn, rèn luyện kỹ năng sử dụng thiết bị, kỹ năng giao tiếp và khắc phục khó khăn khi học trực tuyến, nâng cao ý thức tự bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Tuy vậy, việc giáo dục kỹ năng cho học sinh có phần hạn chế so với điều kiện bình thường do thiếu sự tương tác trực tiếp giữa giáo viên và học sinh, giữa học sinh và học sinh. Thời gian tới, ngành chỉ đạo các cơ sở giáo dục tiếp tục nâng cao vai trò của công tác chủ nhiệm, tổ tư vấn tâm lý trong nhà trường để thực hiện tốt công tác giáo dục toàn diện, đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, thuyết trình theo chủ đề. Sở cũng chỉ đạo các cơ sở giáo dục điều chỉnh, bổ sung kế hoạch dạy học linh hoạt, phù hợp thực tế để tổ chức các hoạt động trải nghiệm giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng mềm cho các em.